Khánh Linh rồi nè. Dạ, em là hiệp sĩ bên chương trình Ước Mơ Của Em. Dạ, cho em hỏi bé Khánh Linh có nhà không ạ? Có. À, con là Khánh Linh hả? Dạ. Chú là hiệp sĩ bên chương trình Ước Mơ Của Em nè. Con có gửi ước mơ lên chương trình đúng không? Dạ có. Ừ, có ha. Tại sao con lại có ý nghĩa là làm cái vòng bắt giấc mơ đó? Bởi vì mẹ con thường phải thức khuya làm việc, con thương mẹ lắm. Với lại con muốn mẹ ngủ ngon. Mẹ con làm nghề gì? Dạ, hình như là thông dịch viên. Nhưng mà mỗi lần mà mẹ đi công tác là cũng khoảng chừng vài tuần mới về, con con muốn là mẹ được ngủ ngon. Mà con có thường biết mà mẹ ngủ lúc mấy giờ không? Dạ con không biết, con ngủ rồi mẹ ngủ sau con. Ủa vậy hả? Vậy làm sao con biết được là mẹ thức khuya? Ngủ đâu là con mới đi ngủ xong cái mẹ đi ngủ luôn làm sao? Không, mẹ kể với con là lúc con ngủ mẹ ôm con, mẹ không mẹ làm đủ thứ hết trơn. Nên con hiểu là mẹ ngủ sau con. Ở trước giờ con có thử những cách nào để cho mẹ ngủ sớm hơn được chưa? Gần đây thì con biết tới cái vòng đó nên con nhớ làm tặng mẹ. Chú thì chú chỉ nghĩ là nó cho đẹp thôi chứ đâu nghĩ là có tác dụng giúp ngủ ngon đâu ta. Nhưng mà tặng người thân cũng có ý nghĩa mà chú. Có ý nghĩa. Cách làm chiếc vòng thì chú biết, nhưng mà chú không biết là nó có tác dụng hay không nha. Dạ. Mình sẽ tìm một cái chỗ nào đó mình thật là yên tĩnh, mình ngồi mình làm. Dạ, con đi thực hiện ước mơ nha. Rồi, con đi đi. Dạ. Hình như là viêm cách chơi nó càng lớn thì bắt được càng nhiều giấc mơ hả? Lớn, lớn cỡ nào? Lớn cỡ khổng lồ rồi. Lớn cỡ này á hả? Lớn hơn cái mặt của mình luôn á. Những cái vô lăng của hai chú. Đẹp vậy. Nhiều sự màu quá. Được không? Cỡ nào được không? Cỡ này nè. Bắt giấc mơ đẹp. Sợi dây quấn đây. Dây quấn đây. Phải cái một cái vòng sắt kiểu này. Vòng sắt rồi. Lông vũ. Lông vũ. Cái hàng trang trí. Cái hàng trang trí. Dưới đó là đồ thử. Đầu tiên lấy một đầu dây cố định và dây vào, cố định hẳn luôn. Rồi. Lại. Ô tổ kệ. Muốn mình theo luôn. Rồi tiếp theo là con sẽ quấn chỉ ở đây, nhưng mà bây giờ quấn chỉ là cái phần khó nhất. Từ từ nha, làm chậm mà chắc nha. Từ trái sang phải là lâu, từ đây sang đây, từ đây sang đây. Yếu mùi chứ nè. Vui không? À, đó. Trở đề. Chú quên, trời ơi, rồi quấn tiếp, trời ơi, quấn tiếp. Lật qua bên này, hướng qua bên này. Chú giúp con. Thì con quấn cái này giúp chú làm cái này giúp con nha. Cứu con nghe. Cứu con nghe. Muốn làm nồi rồi chú. Trời ơi, mỗi lần mình nói nó bắt đầu với chú là sao? À, cứu con nghe. Chú bà vậy? Bị gì nữa? Bị béo thôi. Béo. Không sao. Về nhà, chú sẽ có kế hoạch của chú. Rồi, bây giờ kế hoạch của chú là cần một người trợ giúp cho con. Dạ, chào ông ạ. Cảm ơn người. Để con làm cái này chắc mẹ. Nhưng mà đây là bí mật không nói cho ai biết cả. Nhưng mà ông giúp bé Linh, hỗ trợ bé Linh sử dụng máy quay này. Này, không, tức là mình chỉ cần là mình đặt một máy quay đặt ở một cái vị trí nào trong phòng này để y nguyên đó luôn. À, rồi. Rồi. Đây. Được rồi. Mình diễn tập đi, mình tập thử đi. Chú là mẹ.
Rồi, ra ngoài đi tắm. Rồi mẹ tắm xong rồi nè. Dạ. Cái này là vòng dream catcher, là khi mình ngủ là cái vòng đó sẽ gọi cô tiên đến để biến cho những mình, cho mình ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp, phải quay để thử nghiệm. À, quay thử nghiệm hả? Dạ. Rồi để con quay. Ừ, rồi ngủ sớm con. Nói chung là khi mà có một cái công việc bắt đầu buộc phải tập trung thì phải thức khuya. Chứ thức khuya là cái nơi mà lúc mà nó có thể học được nhiều nhất. Ngày làm việc xong thì tối về thì sang chủ kiểm tra công việc ngày hôm sau. Đợi Linh ngủ và chị mới ngủ, thì không lúc mà đang chưa ngủ Linh tâm sự nhiều. Nghe bé Linh nói là bé Linh cũng hay hối mẹ đi ngủ sớm. Đúng rồi. Rồi những lúc đó thì chị nói như thế nào? Thường chị nói là thì mẹ sẽ làm một lúc, nếu mà mẹ sẽ cố gắng ngủ chung với con thì để cho Linh ngủ trước. Thường bé Linh ngủ mấy giờ hả? 9 giờ, 9 rưỡi. Vậy là thường giờ ngủ của chị là... Thường Linh ngủ chung khoảng 11 rưỡi, 12. Thấy có 3-4 nguyên nhân sao rồi có thể mẹ ngủ không ngon được nè. Thứ nhất là cái điện thoại nè. Thứ hai là ngay trước mặt chú nè. Con ngủ đủ tư thế, con đạp bên này, con đạp bên kia, sao mẹ ngủ được. Nguyên nhân thứ ba nè, chỗ nằm của mẹ nhỏ xíu mà mẹ không có nằm nào thoải mái được, sao ngủ được. Nguyên nhân thứ tư nè, phòng này bí quá. Giờ mình phải dọn sạch tất cả những gì làm cho mình rối mắt đi. Đem ra ngoài. Không. Đem ra ngoài. Không. Đem ra ngoài. Đem ra ngoài. Cái móc đồ thì mình mới vô phòng mình mới móc. Mang ra ngoài. Không. Mình nhất định cái ngôi sao này phải ở trong phòng. Không gian thoáng hơn. Mình lại mẹ nhớ.